Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con Samsung S24 Ultra của em thôi nhé. Thì cái con này em mới khui siêu cách đây vài hôm thôi. Cho nên là nó là máy mới tinh nhé. Chưa hề qua một bất kỳ một cái người nào khác sử dụng các bác nhé. Máy mới tinh, chính hãng. Và bây giờ em sẽ test cái thời gian chờ của con này, thời gian pin chờ nhé các bác nhé. Xem nó như thế nào nhé. Tại vì nhiều khi ấy, anh em cứ test thời gian pin chờ ấy, nó cứ bảo là qua đêm của tôi không tụt phần trăm nào. Có người thì tụt những 10%, có người tụt 20%, thì không biết tụt như thế là nó ở hoàn cảnh nào và nó có chính xác hay không ấy. Thì sau đây em sẽ test rất nhiều cái hoàn cảnh ấy, cái hoạt động của máy này, nó xem là pin chờ như thế nào thì nó mới ngon, nó mới là đúng với hoàn cảnh đấy các bác nhé. Thì trước tiên ấy là các bác test pin chờ ấy, chắc chắn đừng test từ 100% nhé. Chắc chắn một điều là đừng có test từ 100%. Đấy, mà hãy test từ khoảng tầm 90% đổ lại. Đấy, tầm đấy thì nó mới chính xác, chứ không phải là các bác test từ 100%. Đấy, xong rồi tại vì cái khoảng từ một phần từ 100% ấy nó xuống 90%, nó khá là lâu các bác nhé. Đấy, cho nên là nó không chính xác mấy đâu. Đấy, cho nên là các bác test thế nào thì test, nhưng mà cứ test từ khoảng từ 90% đổ lại. Đấy, và các bác test xong nó phải có rất nhiều các trường hợp, ví dụ như là trong cái trường hợp mà các bác không có kết nối gì cả, không dùng sim, hay là có dùng sim, xong rồi có dùng wifi hay là không dùng wifi, rồi cả có dùng on-way wireless LAN như thế này không đấy, hay là không đấy, nó rất nhiều trường hợp. Thì em sẽ test từng trường hợp cụ thể sau đây thôi nhé, để các bác biết được là xem là cái hoàn cảnh của mình đang test ấy, nó là như thế nào, nó có phù hợp không, nó có đúng chính xác với cái clip này không. Thì cái clip này ấy, nó cũng chỉ là cái clip cái test thời gian chờ của con máy này thôi, của con máy của em nhé các bạn nhé. Thì em cũng không biết được là con máy của em này nó có lỗi gì không, tại vì mình cũng không biết được, mình cũng mới chỉ là khui siêu nó thôi, chứ thực ra là nó có lỗi gì không thì mình sẽ biết được. Hoặc là hôm nay con này nó lỗi pin đấy thì sao, thì đây chỉ là cái bài để các bác tham khảo thôi nhé. Đây là trên con máy của em, còn trên con máy của các bác thì có thể nó sẽ khác, nhưng mà em nghĩ là một con máy mới khui siêu thì nó cũng sẽ khá là chính xác thôi. Đấy, thì các bác cứ từ từ theo dõi xem là cái thời gian pin chờ nó như thế nào các bác nhé. Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con S24 Ultra. Thì như các anh em review khác nói ấy, thì là về cái pin ấy, là S24 Ultra nó còn ngon hơn cả cái S23 Ultra. Thì trước đây em dùng cái S23 Ultra cũng rất là lâu rồi, thì công nhận là S23 Ultra pin nó ngon thật. Tuy không phải đến nỗi nó quá là châu bò, nhưng mà nó cũng rất là tốt rồi, và đủ dư sức dùng cái công việc trong một ngày của các bác nhé. Không phải là trong một ngày là 24 tiếng đâu, trong một ngày tầm khoảng 6 đến 8 tiếng làm việc thôi, thì nó tầm khoảng đấy vẫn rất là ok các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ thử test cái con S24 Ultra này xem là cái pin chờ nó như thế nào các bác nhé. Thì đây, em đã để nó về cái chế độ máy bay rồi các bác nhé, có nghĩa là không dùng sim và cũng không dùng wifi luôn. Đấy, em cũng sẽ tắt luôn cái on-way on delay này luôn các bác nhé. Đây, em tắt luôn, sẽ tắt luôn nhé. Đây, đó. Còn cái gì tắt nốt nào. Đấy, và sẽ xóa hết ứng dụng này, và vào trong này xóa nốt cái này nữa. Đấy, thì cái máy này bây giờ nhé, bây giờ nó đang là 83%. Đây, cho các bác nhìn rõ này. Thôi. Bây giờ nó là 82% các bác nhé, 82% này. Đấy, và bây giờ là coi như là 9 rưỡi các bác nhé, 9 rưỡi này, 9 rưỡi này. Đấy, rồi, ok, em sẽ tắt máy và để nó ở đây. Để xem sáng mai tầm khoảng 7 giờ em dậy thì nó sẽ tốn bao nhiêu phần trăm pin các bác nhé. Đấy, các bác chờ đến sáng mai nhé. Rồi, ok các bác, thì bây giờ là 6 giờ 35 phút. Thì hôm qua ấy, là em test từ 21 giờ rưỡi gì đấy, cũng tầm 9 rưỡi, thì bây giờ là 6 rưỡi, thì là thời gian nó là tầm khoảng 9 tiếng các bác nhé. Thì không biết là bây giờ nó còn lại bao nhiêu phần trăm pin đấy các bác, em cũng hoàn toàn chưa biết luôn. Đấy. Rồi, đây các bác, nó còn 76% này, các bác thấy không, 76%. Hôm qua là
82% giờ xuống 76% là mất 6% pin các bác nhé. Vậy là có nghĩa là qua 9 tiếng cái máy nó không dùng cái gì, gần như không dùng cái gì, chỉ là chế độ chờ bình thường, không không dùng sim sóng gì cả, không có cả on-way display, không có một cái gì hết, chỉ có bật máy và chờ vậy thôi. Thế là không không kết nối mạng nhé, không kết nối mạng, không kết nối cái gì cả, vậy mà mất những 6% pin, 6% pin đấy các anh nhé. Đấy, đây là không biết là anh em nghĩ thế nào, nhưng mà em nghĩ như thế là nó pin nó đang có vấn đề. Thật sự nếu mà mất không dùng cái gì như vậy, mất 6% pin là với một con máy mà nó mới tinh như này, mới khui siêu nó cách đây 2 hôm mà nó mất 6% như thế là nó đang có vấn đề. Đấy, cho nên là không biết là thế nào. Ô, thì tiếp theo đây tối nay em sẽ thử test nó với chế độ là có để on-way display nhé, có để on-way display và có để sim, có để sim à không, cứ để on-way display xong đó. Để từ từ tối nay xem, để từ tối nay em sẽ test tiếp xem các bác nhá. Ok, vâng. Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây lại là cái con Samsung S24 Ultra của em các bác nhé. Thì hôm nay em tiếp tục test cái thời gian chờ của nó xem như thế nào các bác nhé. Thì hôm nay em chỉ test mỗi cái là để cái on-way, on-display này thôi các bác nhé. Không dùng cái gì cả. Đây. Máy đã để ở chế độ máy bay các bác nhé. Không dùng SIM, không dùng Wi-Fi. Đấy. Và bây giờ là xóa hết những cái ứng dụng đang chạy nền đi. Đấy, xóa cả này rồi nha các bác nhé. Có nghĩa là gần như là không chạy nền cái gì cả. Đấy, và bây giờ là 21 giờ 50. Đấy, các bác nhìn thấy đây. 21 giờ 50. Coi như là gần 10 giờ đi. Đấy, thì bây giờ cái pin của nó đang là 84%. Đây, 84% các bác nhé. Đấy, thì để xem là sáng hôm sau ấy, tầm khoảng 6 đến 7 giờ em dậy thì nó sẽ tụt bao nhiêu phần trăm các bác nhé. Đấy, thì cái con người One Display này nó có 2 chế độ nhá, một là chế độ sáng hơn và một chế độ là tối hơn. Thì đây nó đang ở chế độ sáng này, che tay vào này, che tay vào này, nó sẽ tối hơn đấy các bạn. Đấy, bây giờ nó tối hơn này này, ở cái điện thoại thì các bác sẽ quên, ở cái máy ảnh này thì các bác không thì nhìn thấy nó tối hơn, nhưng mà ở thực tế là nhìn thấy nó tối hơn các bác nhé. Đấy, bây giờ cho sáng hơn này, đấy nó sáng hơn này đấy, các bác thấy không? Đấy, bây giờ là tối hơn một chút này. Đấy, ok, thì em sẽ để nó ở chế độ tối hơn này các bác nhé. Đấy, xem là nó thế nào, tại vì cái chế độ tối này nó sẽ ít tốn pin hơn một chút. Đấy, ok, hẹn gặp các bác sáng mai nhé. Rồi, kính xin chào các bác. Thì bây giờ đã là 6 giờ 33 phút sáng hôm sau các bác nhé. Thì bây giờ cái phần trăm pin nó còn có 72 này các bác này, 72 này. Đấy, thì hôm qua em test từ gần 10 giờ, 9 giờ 45 gì vậy. Thì bây giờ là 6 giờ 33 thì nó được khoảng gần 9 tiếng các bác nhé, gần 9 tiếng. Thì mức pin hôm qua của nó ấy, là từ 84 hay từ 84 mà xuống 72. Vậy là mất những 12% pin chỉ để cho cái On-way One Display này nó hiển thị thôi. Đấy, SIM sóng không dùng, Wi-Fi không dùng, không dùng chạy nền gì hết. Mất 12% các bác nhé. Đấy, cho nên là cái On-way One Display này nó tốn khá là nhiều pin các bác nhé, không phải là dạng vừa đâu. Đấy, cho nên các bác nhiều khi các bác cứ bảo là để qua đêm tại sao lại tụt bao nhiêu phần trăm này, bao nhiêu phần trăm kia. Đấy, cho nên là con này là con mới tinh nhé các bác nhé, mới có hộp được cách đây 3 4 hôm thôi. Cho nên là nhờ anh em test pin ấy, hoặc là mua máy, đặc biệt là máy cũ ấy, mà bảo là để qua đêm nó tụt có 5 6% ấy thì đã loạn xì ngợp vào lên rồi, đã sợ lắm rồi. Đấy, rồi ok, thì đây là máy mới mà để qua đêm, chỉ để mới on người đây đã mất 12% rồi. Đấy, thì em cũng không biết là cái máy này của em ấy nó lỗi hay là pin nó chỉ được thế thôi, thì đấy em cũng quan tâm. Nhưng mà đây là em đang test thời gian chờ nha, còn cái thời gian mà dùng thực tế thì em sẽ có một clip khác nha các anh nhé. Đấy, thì ok, tiếp theo mai em sẽ test là tối nay em sẽ test là cái việc mà để có sim nhé, có sim xem nó thế nào các anh nhé. Rồi, ok.
Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như hôm qua là em test nguyên cái On-Way One Delay các bác nhé. Thì nó cũng tụt khá là nhiều đấy. Thì hôm nay em sẽ test tiếp nó là có cả On-Way One Delay này. Và em để hai cái SIM nhé. Có nghĩa là hai SIM. Thì thứ ra là em đang để là cái SIM 1 ấy, nó là SIM vật lý. Và cái SIM 2 nó là eSIM các bác nhé. Thì nói chung là nó vẫn là hai SIM thôi. Thì đây, các bác thấy không? Nó là hai SIM nhé các bác nhé. Và bây giờ nó đang là 91%. Là 91% và bây giờ tầm khoảng 10 rưỡi đây thì em cũng đã xóa hết các ứng dụng chạy ngầm này, làm mới cái này nữa này đấy. Có nghĩa là test thêm nó, hôm nay test thêm nó là on-way delay và sim thôi nhé, hai sim luôn, xem là nó tụt bao nhiêu phần trăm các nhé. Rồi ok, đợi đến sáng mai xem thế nào các nhé. Rồi ok các bác, thì bây giờ nó đang gần 7 giờ rồi các bạn đấy, gần 7 giờ rồi này. Thì hôm qua em test từ 10 rưỡi, từ 22 giờ 30 thì nó được gần gần 8 tiếng rưỡi các anh nhé. Thì hôm qua em nhớ cái mức pin nó ấy là 91%, thì xem bây giờ bao nhiêu các anh nhé. Đây. Đấy. Mức pin bây giờ nó là 83%. Đây các anh nhìn thấy không? Nhìn rõ không? 83%, thì hôm qua là 91 thì bây giờ là 83, thì nó mất những 8%, 8% pin. Đấy, 8% pin từ 91 xuống 83 mà đấy là ở chế độ là có on-way delay này, sáng liên tục này và có sim nhé, có sim, hai sim vẫn có bình thường. Hai sim vẫn có bình thường nhé, chỉ là không bật mạng thôi, không bật mạng. Thế thôi, tắt wifi. Đấy. Ok, thì tối nay em sẽ thử test tiếp là em sẽ bật cả mạng, cả wifi lên. Để xem nó thế nào các bác nhé. Rồi ok. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây lại là con Samsung S24 Ultra của em đây. Thì bây giờ nó đã tầm gần 9 giờ rồi. Thì hôm nay em sẽ test cái bài pin trưởng của con này. Phải nói là đây là lần cuối rồi. Tại vì nó cũng chả còn gì để test nữa cả. Thì bây giờ là em sẽ test này. Thứ nhất này, hai SIM của nó vẫn hoạt động bình thường nhé. Và cả Wi-Fi, em bật cả Wi-Fi nhé. Có nghĩa là bật Wi-Fi này, bật hai SIM bình thường này. Và bật cả on-way one delay các bạn nhé. Đấy, nói chung là có như là cái tình trạng này là tình trạng hoạt động bình thường, như bình thường là em hay dùng các bạn nhé, để xem nó tụt bao nhiêu phần trăm. Đấy thì em sẽ xóa hết những ứng dụng gần đây này, không còn gì nhé các bạn nhé. Xóa mấy cái vớ vẩn này nữa. Đấy, không còn gì các bạn nhé. Thì bây giờ là pin của nó là 92%. Đấy, gần 10 giờ, coi như 10 giờ các bạn nhé. Rồi để xem sáng mai là nó còn bao nhiêu phần trăm các bác nhé. Rồi các bác, thì bây giờ đã là buổi sáng rồi đây. Bây giờ là 6 giờ 34 phút. Thì hôm qua em test từ tầm 10 giờ thì bây giờ nó là tầm khoảng được 8 tiếng rưỡi đúng không? Thì hôm qua nó là 92%, thì bây giờ nó là 79%. Thì nó mất những 13% các bác. 13% luôn. Có nghĩa là ở em bật tất cả các kết nối wifi này, bật wifi này, bật wifi, bật kết nối mạng các thứ này, có nghĩa là như kiểu là sử dụng bình thường nhé. Đấy, thì là nó để thời gian chờ nó mất 13% pin. Đấy rồi, đấy thì là không phải là cái chuyện mà để qua đêm, như nhiều anh em nói là nó sẽ không bị mất phần trăm nào đâu. Đấy rồi, ok các bác.